Trước tình trạng ế khách của tuyến tàu liên vận Hà Nội Nam Ninh Bắc Kinh, Tổng công ty Đường sắt đã kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có biện pháp hỗ trợ giảm thời gian xuất nhập cảnh đối với khách du lịch. Lý do, sau hơn 6 năm hoạt động, tàu khách liên vận quốc tế Gia Lâm, Nam Ninh, Bắc Kinh vẫn không thu hút được hành khách. Theo Tổng công ty Đường sắt, từ năm 2008 đến năm 2013, hành khách tăng từ 6.850 lượt lên 46.830 lượt mỗi năm. Năm 2014 chỉ đạt 30.690 lượt và 6 tháng đầu năm 2015 đạt 17.600 lượt. Trước tình hình giảm khách đi tàu liên vận Hà Nội Trung Quốc gần đây, lãnh đạo ngành đường sắt kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến với cơ quan liên quan về việc kiểm tra hành chính, biên phòng, hải quan ngay trên tàu để giảm thời gian xuất nhập cảnh cho du khách. Đặc biệt kiến nghị cho phép khách du lịch, cư dân các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc sử dụng giấy thông hành khi thăm người thân và du lịch, khi đi tàu qua các cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng, Bằng Tường và Lào Cai, Hà Khẩu.